ơi người yêu em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp gì. Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, trào dâng trong lòng anh đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em. Eo, oh eo, yêu ngày phút ban đầu. Eo, oh eo, tình cờ mình quen nhau. Eo, oh eo, trong ánh mắt em trao. Này em yêu. À, xin thưa các cụ và hai họ, xin thưa các ông các bà, kính thưa các bác và các anh các chị. Thì hôm qua họ nhà trai chúng tôi đã sang đây đã làm cái lễ để dẫn cưới. Thì sau đó ngày hôm nay bên họ nhà trai chúng tôi sang đây để mà xin phép nhà gái, và chúng tôi hôm nay xin phép được rước dâu. Thế thì trước khi rước dâu thì chúng tôi xin phép nhà gái là cho cháu dâu ra. Tiếp theo chương trình thì tôi sẽ mời bên họ nhà trai mời bác cả, là bác ấy sẽ và giao cái lễ xin đón dâu. Thì trước khi bên nhà trai bác cả bác phát biểu thì chúng tôi mời họ nhà gái, là nhiều họ nhà gái xin đứng lên để nhận cái lễ. Qua thời gian hai cháu thì nhỏ phần cửa sự của quý của ai hoàn rất là có lòng chung qua thời gian hai cháu thì cùng với nhau và được sự nhất trí của hai gia đình cùng hai họ thì đến hôm nay tôi có nghi lễ xin chúc dâu sang nhà trai gái xin dâu cháu về và cũng là xin các bộ nhà gái và mấy người cháu và con cháu xin chăm sóc hai cháu làm lễ và xin mời nhà thờ cô. Cho hai vợ chồng cháu là rất là cái tiền tấn để các cháu lên vốn và cái tiền là và
quy cho cháu không nghỉ. Bác Đông, bác Vinh Hồng, cho cháu ba thì nghỉ. Cháu mẹ cháu thì cho cháu làm thêm một cái tiệm, 200 triệu và một cây vàng, một cái xe cho các cháu này lấy vốn để đi làm ăn sau này xin tôi liền đó. Thế thì mong là các bác là giúp đỡ cho các cháu không thì để các cháu còn trẻ, không thì các bác thì ít cụ trẻ mà dạy các bác thì cũng nhiều. Tôi thì mong được các bác là cho các cháu về làm tôi để các cháu được phúc trăm năm.
trên con đường nắng đổ chan chan, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, treo bông tai nhận cưới dây chuyền vàng. Trên con đường nắng đổ chan chan, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng. Cô dâu xinh xắn bên họ nhà gái và trai nhau đầy dân luôn mà liền, thì con có bà không cả, mà cái gì ta không phải giới thiệu nhà trai nhà gái hết được nữa, mà cũng là anh em mà thôi cũng gái nhau cũng rất là chưa, trước cái là xin lỗi.